Rồi, xin chào mọi người trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh. Hôm nay là ngày 13 tháng 2, mình xin tiếp tục làm clip cập nhật tình hình giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình nha các bạn. Trong kênh Miệt Vườn Trà Vinh thì ngoài những video cập nhật tình hình giá ớt như hiện tại thì mình còn rất là nhiều những cái video hướng dẫn cái quy trình trồng ớt và các loại cây ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh rất là cụ thể, như là cà chua, cà tím, đậu bắp trong kênh nha. Mọi người có quan tâm đến cây trồng và giá cả thì nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video á, để mỗi lần mình ra những video mới nhất thì mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 thì tình hình giá ớt đang có xu hướng giảm xuống nha các bạn. Giá ớt tơ loại 1 hàng đẹp hàng xuất khẩu ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình bữa nay thương lái trả giá là được 25.000 một ký nha các bạn. Giá ớt loại 2 thì bữa nay được 20.000 một ký, còn cái giá ớt hàng chợ thì bữa nay được 16.000 một ký nha các bạn. Giá ớt này sẽ được sẽ thay đổi liên tục theo ngày và mình sẽ làm video cập nhật lên kênh, nên mọi người có quan tâm đến giá ớt nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video để mỗi lần mình đi cân ớt thì mình làm video mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên luôn nha. Hôm nay mình xin nhắc lại này, ngày 13 tháng 2 giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh như sau. Giá ớt tơ loại 1 hàng đẹp hàng xuất khẩu thì bữa nay thương lái trả giá được 25.000 một ký. Giá ớt loại 2 thì bữa nay được 20.000 một ký, còn giá ớt hàng chợ thì dao động từ 15 đến 16.000 một ký tùy loại ớt nha. Trong kênh ngoài những video cập nhật tình hình giá ớt, mình có những cái video hướng dẫn cái quy trình trồng ớt từ lúc mà lớp tơ, chăm sóc, xịt thuốc, bón phân, kích hoa rất là cụ thể trong kênh, thì mọi người có thể gõ Miệt Vườn Trà Vinh hoặc là bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video ạ, thì những cái video của mình nó sẽ tự động hiển thị lên cho mọi người cùng tham khảo. Trong quá trình coi thì anh chị em nào mà có thắc mắc á, thì mọi người cũng cứ nhớ comment là trực tiếp ở phía dưới video nha. Hoặc là có giá cả ở những nơi khác thì mọi người cũng cứ comment ở phía dưới video để cho những người coi video sau cùng nắm bắt. Hôm nay ngày 13 tháng 2 mình cập nhật lại này, tình hình giá ớt ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Giá ớt tơ loại 1 hàng đẹp hàng xuất khẩu thì bữa nay được 25.000 một ký. Giá ớt loại 2 thì bữa nay được 20.000 một ký, còn cái giá ớt hàng chợ dao động từ 15 đến 16.000 một ký. Giá đậu bắp thì bữa nay cũng đang dao động khá là cao nha các bạn. Giá đậu bắp bữa nay vẫn duy trì từ 10 đến 12.000 một ký nha. Tình hình giá cả sẽ được cập nhật trực tiếp theo ngày sau khi mình đi cân ớt về, nên là mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất của mình nha. Có thắc mắc mọi người cứ comment ở phía dưới video, mình sẽ hỗ trợ giải đáp nha. Anh chị em nào mà có những kinh nghiệm hay về trồng ớt hay là các loại cây á, mình cũng cứ chia sẻ trực tiếp ở phía dưới video, mình sẽ tham khảo học hỏi để cùng phát triển cây trồng nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.